Như mọi người đều biết, đuông dừa là một loài côn trùng bậc nhất. Nó được cho là đặc sản đệ nhất Nam Bộ. Đã từng được tiến cung vào thời vua Gia Long Minh Mạng và cũng được hai vị vua này cho khắc lên cửu đỉnh đặt bên ngoài thế miếu của cung đình Huế. Biết là ngon vậy, nhưng có người cả đời cũng chưa được nếm thử dù chỉ một lần. Nhiều người đã từng nghe danh con đuông từ thuở nhỏ, đến bây giờ có khi vẫn chưa được thưởng thức món tiến vua này. Anh Chí đã nghĩ ra cách trồng dừa để nuôi đuông cung cấp cho nhà hàng, quán ăn và các mối lái ở thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày anh có thể cung ứng cả ngàn con đuông cho thị trường. Anh Chí tâm sự, có một lần về quê bạn chơi thì tình cờ thưởng thức được món đuông dừa với nhiều món như nướng lửa than, tẩm bột chiên bơ rồi đâm ra nghiện món đuông. Anh tìm hiểu thì biết được đuông là một món ăn rất nổi tiếng và ngon và có vị đặc trưng rất riêng không giống với bất kỳ món ăn nào trên đời, nhưng lúc nào cũng khan hiếm vì ngoài tự nhiên rất ít. Một phần nữa là vì nó hại dừa nên người ta cũng tìm cách để diệt, còn đuông dừa vì vậy cũng lại càng hiếm hơn. Vì đuông chỉ ăn phần đọt ngon của cây dừa, tầng sinh trưởng của cây dừa, nên dừa nào bị đuông tấn công thì xem như là chết. Đang sẵn có mảnh đất trống không làm gì với diện tích cũng khá khá, anh Chí quyết định trồng dừa để nuôi đuông. Anh Chí cho biết, trồng dừa để nuôi đuông là một việc làm không giống ai, nhưng vì nghiện món đuông mà muốn chia sẻ cho nhiều người cùng thưởng thức nên anh đã làm chứ không lời lãi là bao nhiêu. Vì thời gian trồng dừa rất dài, nhưng bù lại, con đuông dừa không bao giờ bị ế. Có bao nhiêu cũng hết, không bao giờ đủ cung cấp cho thị trường. Anh chia sẻ cách làm như sau. Đầu tiên, trồng dừa trồng dài hơn cách trồng để lấy trái, nên trồng được nhiều cây hơn trên cùng một diện tích đất. Thứ hai, kế đến khi dừa đã đủ tuổi thì dùng khoan lớn khoan nhiều lỗ trên cây dừa để kiến vương chui vào đẻ trứng. Nhưng quan trọng là phải có chất dẫn dụ, đó là một loại dung dịch mà anh Chí nhờ mấy người bạn mua ở Malaysia, Thái Lan khi bạn anh đi công tác. Ở những nước đó, người ta dùng chất này để dụ kiến vương đến rồi tiêu diệt chúng không cho hại dừa. Tiếp theo, kiến vương nhận được mùi thơm bay đến rất nhiều ruồi để chui vào lỗ đó đã khoan sẵn trên thân cây để đẻ trứng. Trứng đã nở ra đuông rồi bắt đầu đục khoét thân cây dừa. Anh chỉ việc chờ đến ngày là thu hoạch. Đơn giản nhất là dùng thân cây dừa chặt thành từng mảng nửa mét, che phủ bên trên bằng rơm và một miếng gỗ. Kiến vương ngửi mùi chui vào đẻ. Hơn tháng sau, tai áp sát nghe lọc cọc bên trong. Đuông to thì tiếng gặm gỗ sẽ rất to, còn đuông nhỏ thì nghe bé tí. Tùy vào kinh nghiệm của từng người mà xác định có nên thu mua hay không. Trong điều kiện ăn khỏe, nhiều con sống trong cùng một hốc, sau khi khoét sạch, chúng sẽ chui xuống đất tại chính khúc cây dừa đó để trú ẩn. Vì khi dừa bị khoét sạch, không còn thức ăn nữa, chúng phải chui xuống đất để giữ độ ẩm cần thiết cho da. Lúc này, một là đục cái khúc cây dừa ra, hai là nhấc nó lên và bới đất tìm đuông. Đây là cách phổ biến trên toàn thế giới. Malay, Indo, Việt Nam, Trung Quốc hay Sri Lanka, họ đều làm như thế để lấy đuông. Nhưng có một sự thật, đó là lợi bất cập hại khi nuôi đuông dừa. Người dân xứ Bến Tre đều biết đuông dừa là một trong các loài làm dừa chết nhanh nhất. Tuy nhiên, người dân nơi đây bất chấp việc cấm nuôi những loại sinh vật gây hại như thế này, vẫn lén lút nuôi đuông dừa để bán cho các nhà hàng, thực khách khác vì giá rất cao, luôn hút hàng. Những năm qua, việc nuôi đuông dừa đã giúp không ít các hộ nông dân ở huyện Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Lương Hòa, Chợ Lách đổi đời. Xã Cái Mơn, huyện Chợ Lách, nơi nuôi đuông dừa của một số hội nông dân. Tại đây, khi hỏi về nghề nuôi đuông dừa thì ông Nguyễn Văn Bình, người dân địa phương cho hay, vài năm trước thì ở đây người ta nuôi đuông khá nhiều. Nhưng giờ đây, đuông dừa xổng ra ngoài, phá hoại dừa của bà con nên địa phương cấm hẳn. Đuông dừa thường được nuôi trong thùng nhựa, thức ăn là thân lá dừa được máy xay nhuyễn và bỏ vào. Chỉ một số người vẫn lén lút nuôi đuông dừa theo kiểu công nghiệp và họ cũng lén lút giấu khá kỹ. Một số người nuôi thì chuyển sang các tỉnh khác có ít cây dừa để nuôi vì nơi đó không bị cấm, rồi chuyển nguồn thức ăn sang. Hỏi về kiểu nuôi đuông dừa công nghiệp thì ông Bình giải thích. Đuông dừa thường sinh sản tự nhiên trên đọt dừa, trước kia thỉnh thoảng mới bắt được đem bán. Nhưng nay họ nhân giống nuôi số lượng lớn
nên người dân ở nơi đây gọi đó là nuôi công nghiệp, tức là nuôi đại trà. Nhiều người họ còn đầu tư cả máy móc để xay thức ăn cho đuông. Cũng theo ông Bình, rất khó phân biệt được đuông dừa tự nhiên và đuông dừa nuôi vì chúng có đặc điểm khá giống nhau và được nuôi trong môi trường cùng nguồn thức ăn như nhau. Có chăng, có thể phân biệt được là đuông dừa tự nhiên thường trắng muốt hơn người đuông dừa nuôi. Nhưng điểm này rất khó nhận ra nếu không phải là người nuôi đuông dừa chuyên nghiệp. Ông Lê Thanh Chí, ngụ tại xã Cái Mơn, huyện Chợ Lách, một người đã đổi đời nhờ nghề nuôi đuông dừa. Ông Chí cho hay, trước kia đúng là ở nơi đây nuôi đuông dừa nhiều thật, nhưng giờ địa phương cấm nên tôi đã chuyển hầu hết số đuông dừa của mình sang một tỉnh khác, ít để nuôi. Hàng tuần, tôi thu mua thức ăn như lá dừa, thân dừa để chuyển sang bên đó. Ở nhà tôi bây giờ chỉ còn gần chục thùng nuôi đuông dừa đã gần tới ngày xuất bán. Ở mấy địa phương khác như xã Lương Hòa, huyện Rồng Trôm, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, người ta vẫn còn lén lút nuôi nhiều. Còn ở đây, cấm thì mình chuyển sang địa phương khác, không có dừa mà nuôi. Chia sẻ kỹ thuật nuôi đuông dừa từ tự nhiên sang cách nuôi công nghiệp, như người dân địa phương vẫn thường gọi, ông Chí cho biết, ông phải mất nhiều năm để nghiên cứu kỹ thuật mới nuôi thành công. Theo đó, nguồn đuông giống thu nhập từ địa phương, sau một thời gian thì ông phối giống cho đẻ và tuyển chọn giống thuần không bị nhiễm ký sinh trùng, thì số lượng nuôi đuông, con sùng và con nhộng thu hoạch được mới nhiều. Mình phải chọn được giống tốt thì mới cho ra các loại đuông có con đẹp mới bán được giá cao. Nếu không biết tự chọn giống thì có thể mua đuông giống ở Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác. Cũng theo ông Chí, một vài năm nay để chọn giống tốt, một số người nuôi đuông ở Chợ Lách thường lên tận một cửa hàng bán đuông giống ở gần Bệnh viện Long Thành, tỉnh Đồng Nai mua con giống. Tuy giá đuông giống khá cao so với đuông bình thường, nhưng theo ông Chí thì giống đuông ở đó khá tốt và sinh trưởng rất nhanh. Theo ông Chí thì trước kia khi ông bỏ ra khoảng gần 100 triệu đồng để đầu tư 150 thùng nuôi đuông giống và máy xay thức ăn cho đuông. Tuy nhiên, nuôi được vài năm thì chính quyền địa phương phát hiện và yêu cầu làm cam kết không được để đuông phát tán ra ngoài gây ảnh hưởng đến rừng dừa của các hộ dân xung quanh. Đến nay, tỉnh Bến Tre đã mạnh tay cấm nuôi đuông dừa nên ông Chí phải đưa cơ sở qua một điểm khác để nuôi. Ông Chí nuôi đuông trong một nhà chòi có mái tre. Bên trong nhà chòi ông đặt một số thùng để nuôi giống sinh sản. Các thùng đều được dùi lỗ thoáng khí. Bên trên được đậy nắp khá kỹ để kiến vương không bay ra ngoài. Trong mỗi thùng có khoảng 10 con đuông dừa trưởng thành, còn gọi là kiến vương, gồm 5 con đực và 5 con cái. Hiện tại các thùng đuông do chuẩn bị vào mùa thu hoạch nên hầu hết đuông nhộng đã lớn. Theo chia sẻ của ông Chí, nếu như nuôi tiếp thì mỗi thùng đuông như vậy, ông tiếp tục chọn lại 10 con nhộng để làm đuông, làm giống cho những mùa sau. Việc nuôi đuông dừa tuy mang lại lợi nhuận khá cao cho các hộ nuôi ở vùng này, tuy nhiên, việc nuôi đuông dừa là một việc lợi bất cập hại. Bởi qua những lợi ích về kinh tế của các hộ nuôi thì cũng có không ít người dân địa phương phải khóc ròng. Bởi vì khi rộ lên phong trào nuôi đuông dừa cũng là lúc nhiều diện tích dừa bị phá hoại nghiêm trọng bởi loài côn trùng này. Nhiều hộ trồng dừa mất gần 50% thu nhập. Ông Lê Hữu Khánh, ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, một trong những nạn nhân của phong trào nuôi đuông dừa. Theo ông Khánh, trồng dừa trên 15 năm với diện tích là 2.000 m², khoảng 2 năm nay, khi vườn dừa nhà ông đang cho thu trái thì đuông dừa xuất hiện nhiều và tàn phá hơn 1.000 m². Có những cây dừa bị đuông đục không còn cách nào cứu chữa, buộc phải vứt bỏ đi. Ông Lê Hữu Khánh cho biết, đuông dừa là loại thù địch lớn nhất của cây dừa, chúng có khả năng phát tán nhanh và rộng, phá hủy nhanh diện tích vườn dừa. Một số người dân ở đây thấy lợi nhuận kinh tế nuôi đuông dừa mang lại nên đã lén nuôi. Trong quá trình nuôi, thanh trùng đuông dừa có khả năng bay ra ngoài và tàn phá gây lây lan, khiến chúng tôi hết sức khổ sở. Họ chỉ biết cái lợi riêng của họ, chứ không nghĩ đến một số đông hộ nông dân ở Bến Tre là vùng đất người dân chuyên trồng cây dừa. Không chỉ mình ông Khánh mà ông Phạm Văn Sang, ấp Phú Long, xã Phú Thuận những năm nay cũng đang rất khốn khổ vì nạn nuôi lén đuông dừa. Ông Sang chia sẻ, ông có 30 cây dừa phải chặt trên diện tích 1.500 m² do đuông dừa tàn phá và trồng mới lại vườn dừa.
Được biết, đuồng dừa là loài côn trùng gây hại phổ biến cho các vườn dừa. Chúng thường gây hại bằng cách đẻ trứng vào lỗ kiến vương đã đục, trứng nở ra sâu non phá hoại tàu hủ, thâm nhập vào đọt ăn dần xuống thân. Cho nên, đuồng dừa là loài dịch hại nguy hiểm nhất đối với cây dừa, khó phòng trừ.